Dạ, Hùng Tỷ Phú mến chào tất cả quý cô chú, quý anh chị, quý nhà đầu tư ở trong nước cũng như ngoài nước đã ghé thăm kênh YouTube Bán Đất Nền Nha Trang của Hùng và website hungtỷphú.vn của Hùng ạ. Thưa cô chú thân mến, hôm nay Hùng sẽ đưa nhà mình đi tới cái chỗ chung cư Ngô Gia Tự nằm tại trung tâm thành phố Nha Trang để chúng ta cùng xem một cái căn hộ, một căn chung cư đã có pháp lý là sổ hồng chính chủ. Và căn này thì với giá chỉ có là 810 triệu một thôi đó. Thì căn này á, là do chủ ngày xưa ở Sài Gòn ra đây á, thì muốn mua để cùng với con với mình cái rồi ở đây gần trung tâm gần biển rồi cho vui, nhưng mà giờ là con của chú không có ở nữa nên là chú không có nhu cầu ở nên cần chú cần bán gấp. Thì căn này chú sẽ bán cắt lỗ, giá lúc trước chú mua là đã 830 triệu rồi, bây giờ bán 810 triệu và có thương lượng cho mình thêm nữa đó. Thì mục đích của chú là cũng muốn bán nhanh đó. Căn nhà này với lại cái căn hộ này tổng diện tích của nó là 40 mét vuông đó, nằm ở vị trí là tầng 5 của phòng số là B43A đó, đây là B này, 43A đó. Và cái căn hộ này thì nó có ưu thế và lợi thế là nằm ngay tại mặt tiền đường Ngô Gia Tự của trung tâm thành phố Nha Trang. Đường Ngô Gia Tự nổi tiếng với cái chợ gọi là chợ sớm mới mà ai ai cũng biết đó cô chú anh chị ạ. Đó, và đây là căn hộ có không gian là phòng khách, đây là một cái phòng khách và ở đằng sau đây thì có không gian là đây là không gian của phòng bếp và để chỗ này là chỗ để đồ đó, tủ để đồ bên đây là để mình nấu bếp đó. Thì căn hộ này phù hợp cho những anh chị mà có nhu cầu mua để ở sau này, tạm gọi là ở tạm thôi, sau này mình có cơ hội có tiền để dành được thì mình sẽ ra mình mua đất nền và mua nhà khác để mình ở cô chú ạ. Đó, trên này thì có một cái gác, đây là cái gác lửng thì do chủ chủ nhà thiết kế xem. Đó, đây là cái gác lửng cho nhà mình đây, đây ạ. Đó, thì căn nhà này ông sẽ để số điện thoại của chú chủ nhà để cô chú anh chị liên hệ trực tiếp gặp nhà mình, gặp chủ để mình làm việc nếu mình có nhu cầu thật sự. Đó, thì số điện thoại của chú chủ nhà thì sẽ như thế này để ông quay cho cô chú xem. Thì đây là cái số mà để mình muốn vào xem nhà, xem cái căn hộ này thì mình sẽ gọi theo số là 0935 942 583. Đó, thì gặp anh Loan để mình vào mình xem cái căn hộ. Còn không thì gọi Hùng dẫn đi. Hùng đọc lại nha cô chú. 0935 942 583. Còn đây là số điện thoại gặp trực tiếp chính chủ nè. Đó, là con của chú chủ nhà của phòng B43 đây là 0908 179 218. Hùng đọc lại nè. 0908 179 218 ạ. Đó. Thì bây giờ Hùng sẽ dẫn theo mình đi vào bên trong mình xem. Thì nhà của mình đó là một căn nhà cũng rất là thoáng và chung cư này thì xây cũng gọi là rất là chắc chắn cô chú ạ, nên là mình ở đây thì sẽ yên tâm không sợ bị dột nát đâu ạ. Cái nhà này thì chắc cần phải chỉnh sửa thêm và sửa sang lại một tí, sơn phết rồi lại thì nó sẽ đẹp hơn và mình có sức sống để mình ở hơn ạ. Này thì bên đây có một nhà vệ sinh, đây ạ, một nhà vệ sinh của mình đây ạ. Đó, bên nhà vệ sinh hay là mình có đây có một phòng nữa đây. Đó, bên này là có một phòng. Đây là những căn nhà này với lại cái căn hộ này là mua từ một năm trước rồi, trước dịch đó cô chú. Đó,
Mục đích thì cũng mong muốn là ra được sống gần biển, gần trung tâm Nha Trang. Đó, nhưng mà với lại ở chung với con cái cho vui, nhưng mà con cái không có ở nên là ba mẹ cũng không có ở được. Đó, ở với con với cái thì mới vui được. Cô chú ạ. À, phía dưới của mình đây chính là đường Ngô Gia Tự cô chú. Đó, bên dưới này là đường Ngô Gia Tự của mình này. Đó, mặt tiền đường Ngô Gia Tự luôn. Và bên kia là đường Trần Nguyên Hãn. Thì căn hộ của mình nó cũng đơn giản và đơn sơ thôi chứ không có gì đặc biệt, nên nó là không có quay nhiều và cũng không có quay chi tiết cho cô chú hơn được hơn nữa. Đó. Thì quý cô chú mà quan tâm thì hãy liên hệ cái số điện thoại nãy Hùng mới vừa đọc cho mình nha. Đó, bây giờ Hùng sẽ dẫn nhà mình từ vị trí căn chung cư Ngô Gia Tự này để mình đi đến ra ngoài chợ sớm mới, và cũng như là ra chợ sớm mới, là đi ra trung tâm rồi ra biển Nha Trang của mình luôn. À, cũng gần, không có xe đâu ạ. Đây là nó nằm ở tầng thứ 5 nên là ở đây thì cao ráo thoáng mát và yên tĩnh của chú anh chị ạ. À, đây là ở trước nhà, trước cái chung cư của mình. À, bên cạnh là phòng B44A. À, bây giờ Trường Hùng sẽ dẫn mình đi ra chợ sớm mới nha. À, đây à, đây là cổng trước nhà của mình đây. Thì bây giờ Hùng sẽ dẫn quý cô chú đi xuống bậc thang từng bậc một để mình coi nhà. Thôi cái khu chung cư này, thì chung cư này nó cũng có từ 20 mấy năm rồi. Không đi chỗ, không chỗ. Dạ. Nên là cái vẻ bề ngoài của nó cũng dày da tróc dãy hết rồi cô chú. Này ở nếu mà ở Sài Gòn á, mà mình mua chung cư thì mình có đôi lúc còn có lãi, chứ còn thực ra mà về Nha Trang mà mua chung cư thì thua, bởi vì chung cư nhiều nhưng lấy mùa thu, với lại đất đai thì đất ở Nha Trang còn nhiều, nên là ở chung cư là mua chung cư thì Nha Trang chắc chắn nói về đầu tư là không có, không được rồi, mình mua để mình ở là chính thôi. À, thì như chú chủ này là về Nha Trang mua chung cư lại là một cái thất bại luôn. À, đây là mình đi xuống tầng 2 rồi đó. Ở Sài Gòn với Hà Nội quỹ đất nó hiếm nên là mua chung cư thì có thể cơ hội rồi còn lời được chút đỉnh. Như là giới trẻ người ta cũng thích chung cư ở Sài Gòn, Hà Nội bởi vì nó đi lại công việc đồ thuận tiện, còn Nha Trang thì nó có bé tẹo rồi, đi một chút là chúng ta sẽ đã tới nơi rồi, công việc công ty của mình rồi, với lại quỹ đất ở Nha Trang cũng còn nhiều, nó là cơ hội mà chung cư tăng giá đất với lại đầu tư chung cư thì chắc là không có hiệu quả. Nếu chú này không có ai chỉ cho chú hết, nhưng nếu mà có người chỉ là đi mua một lô đất nền ở với diện tích lớn lớn mà có sổ có sách đầy đủ phù hợp thổ cư thì chắc chắn 830 triệu này bây giờ nó đã tăng cũng gần gấp gấp đôi rồi. Đó. Xin giới thiệu với quý cô chú, phía trước mình đây chính là chỗ để xe của chung cư Ngô Gia Tự của mình. Thì nếu mà mình mua ở dưới chỗ mặt tiền, mà mấy mặt tiền đường của gọi là giống như cái shop house á, ở chung cư này thì chắc chắn là cũng có thể gọi là ok, bởi vì mình có thể có cái nguồn tiền từ cho thuê. Nhưng mà nếu mua ở tầng trên này thì để đầu tư rồi thì chắc chắn là thua con chú ạ. Đó thì đây là cái vẻ bề ngoài của chung cư này. Này, đây là vỉa bề ngoài của chung cư đây. À, đây chỗ là để xe của các hộ dân ở đây. Đây sống thì chắc cũng lâu đời rồi. Rồi, Hùng cảm ơn cô chú. Bây giờ Hùng sẽ dẫn mình từ đây đi ra cái đường Ngô Gia Tự nha. Với lại ra đường ra chợ sớm mới luôn.
đi chú, cảm ơn chú. Phía trước của mình lại là đường gì ta? Đường Nguyễn Hữu Huân. Nguyễn Hữu Huân này là chúng ta sẽ rẽ qua bên tay trái là chúng ta ra tới đường Ngô Gia Tự này. Xin giới thiệu với quý cô chú, đây là đường Ngô Gia Tự. Đây là vị trí có thể nói là trung tâm thành phố Nha Trang của mình hả cô chú ạ? À? Đường Ngô Gia Tự này Hùng cũng có đi qua đi lại, quay cho cô chú nhiều lần rồi. Đi tới một xíu nữa là mình sẽ tới ngay chợ sớm mới Nha Trang của mình luôn. Đây ạ, xin giới thiệu như quý cô chú anh chị gần xa, đây là chợ sớm mới Nha Trang và cũng là cái chợ và sầm uất và nổi tiếng nhất tại Nha Trang của mình. Ngày xưa thì có chợ Đầm nhưng mà hôm nay thì có chợ sớm mới. Chợ Đầm thì nay xuống hạn rồi, chỉ còn chợ sớm mới thôi. Mình đi khoảng tầm 100m nữa là mình ra tới đường Lê Thánh Tôn Nha Trang. Có thể nói là đường trung tâm huyết mạch của thành phố Nha Trang của mình. Dạ, ra tới đây là mình tới được đường Lê Thánh Tôn Nha Trang rồi cô chú ạ. À, mình đi thẳng một xíu nữa là mình ra tới tháp Tràm Hương Nha Trang của mình luôn. Xin giới thiệu với nhà mình, đây là chung cư không phải đây gọi là Vincom Plaza cô chú. Vincom Plaza thì từ đời căn hộ mà đi ra cái chỗ Vincom này chắc tầm 1 km đó cô chú. Ôi trời, nhảy mũi. Đây bên phía trước của mình chính là búp sen biểu tượng của Nha Trang của mình là cô chú ạ. Đó chính là khu vực có vị trí bờ biển của mình đấy ạ. Rồi ra tới đây là mình đã tới trung tâm thành phố rồi của mình đây nè. Đó, ai yêu biển là có thể từ đó đi ra đây khoảng 1,5 km đến 2 km ạ.
Dạ, đây là khu vực xuống bờ biển và bãi tắm của thành phố Nha Trang ngay tại Tháp Tràm Hương. Thì ông cảm ơn tất cả quý cô chú đã yêu mến, ủng hộ cho Hùng và theo dõi kênh YouTube Bản Đất Nền Nha Trang của Hùng. Thì quý cô chú quan tâm thì có thể quan tâm cái căn chung cư 40 m² tại đường Ngô Gia Tự của mình thì có thể thứ nhất là gọi cho chính chủ, thứ hai là gọi có thể gọi cho Hùng để Hùng dẫn mình đi xem. Thì cái này là Hùng quảng cáo cho chú chủ nhà thôi, thấy chú cũng gọi là cũng khó khăn nên là Hùng muốn giúp chú, không có lấy hoa hồng gì cả, và cũng sẽ dẫn cô chú anh chị đi một cách vô tư và thoải mái nhiệt tình. Thì chân thành cảm ơn sự yêu mến của tất cả cô chú á. Nếu mà có yêu thích Hùng và có thích cái kênh YouTube Bán Đất Nền Nha Trang của Hùng thì có muốn theo dõi về nhà đất tại Nha Trang của mình thì hãy đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất từ Hùng nha. Thì nếu mà có bạn bè nào mà có nhu cầu mua cái căn chung cư này, rất mong được cô chú giới thiệu giùm cho chú chủ nhà với ạ. Bởi vì chú đó cũng tội, nói chung là cũng không có biết đầu tư, không có biết mua sao á, nên là giờ đi mua cái chung cư này thì thật sự mà nói là rất là khó xử lý. Rồi, Hùng hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở lần sau video này nha. Nếu mà có hữu duyên thì tương lai chúng ta sẽ gặp nhau tại Nha Trang để cà phê ăn sáng ạ.